Xin chào các em. Chào mừng các em đến với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 7, bộ sách Cánh diều của trang học trực tuyến olm.vn. Ở phần vật sống trong chương trình Khoa học tự nhiên lớp 6, chúng ta đã tìm hiểu các đặc trưng cơ bản của vật sống và đa dạng thế giới sống. Lên lớp 7, các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về vật sống thông qua 5 chủ đề giúp làm rõ hơn về đặc trưng cơ bản của vật sống và chủ đề đầu tiên là trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Mở đầu cho chương học này, cô ảnh có một câu hỏi dành cho các em. Trong các vật dưới đây, vật nào cần năng lượng để hoạt động? mọi hoạt động đều cần đến năng lượng, bao gồm tất cả những hoạt động nêu trên. Chúc mừng các em đã xuất sắc trả lời đúng câu hỏi này. Chiếc xe máy chạy được là nhờ lấy nguyên liệu từ quá trình đốt cháy xăng. Còn con người hay các sinh vật khác lấy năng lượng để hoạt động và sinh trưởng ở đâu và nhờ quá trình nào? Các em có bao giờ thắc mắc không? Hãy cùng cô ánh nghiên cứu bài học hôm nay để trả lời cho câu hỏi này nhé. Bài 17. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Chúng ta sẽ được tìm hiểu hai nội dung chính sau. Một là khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Hai, vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Đầu tiên, chúng ta cùng đến với nội dung mục 1 lớn, khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Các em đã được học về chất, chất là mọi thứ có ở xung quanh chúng ta. Theo các em, cơ thể con người lấy vào và thải ra môi trường những gì trong quá trình trao đổi chất? Hãy dự đoán và hoàn thành sơ đồ trao đổi chất ở người trong câu hỏi sau đây nhé. Hình ảnh mà các em đang nhìn thấy chính là hình ảnh trao đổi chất ở người. Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể lấy từ môi trường khí oxygen, thức ăn, nước uống Đồng thời qua quá trình biến đổi hóa học trong cơ thể sẽ thải ra môi trường khí carbon dioxide, năng lượng nhiệt, chất thải và chất cận bã. Vậy em hiểu trao đổi chất là gì? Ta có khái niệm trao đổi chất là tập hợp các biến đổi hóa học trong tế bào của cơ thể sinh vật và sự trao đổi các chất giữa cơ thể với môi trường đảm bảo duy trì sự sống. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là một trong những đặc tính cơ bản của sự sống. Tùy theo kiểu trao đổi chất, người ta chia sinh vật thành hai nhóm: sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng. Sinh vật tự dưỡng là các sinh vật tự tạo ra chất sinh dưỡng cho mình bằng cách trao đổi chất với môi trường, ví dụ là thực vật. Sinh vật dị dưỡng là các sinh vật không thể tự tạo ra thức ăn cho mình và chúng hấp thụ chất dinh dưỡng từ các sinh vật khác, ví dụ như con người và động vật. Cô có, có một số loài vật sau đây, các em hãy phân loại chúng vào nhóm sinh vật phù hợp nhé. Ở hai phần trước của chương trình khoa học tự nhiên lớp 7, các em đã biết đến những dạng năng lượng nào? À, chúng ta đã được biết đến năng lượng trong liên kết hóa học, năng lượng trong chuyển động, năng lượng ánh sáng, năng lượng điện và còn rất nhiều dạng năng lượng khác nữa. Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác được gọi là chuyển hóa năng lượng. Các dạng năng lượng này cũng chuyển hóa lẫn nhau ở trong sinh vật sống. Ví dụ, quá trình chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học trong quang hợp ở thực vật. Quá trình này diễn ra như thế nào thì các em sẽ được tìm hiểu ở những bài học sau nhé. Trong tế bào và cơ thể sinh vật, năng lượng được dự trữ trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ. Đến đây các em đã trả lời được câu hỏi đầu bài chưa? Năng lượng cung cấp cho sinh vật được lấy từ đâu và nhờ quá trình nào? Chính xác, sinh vật được cung cấp năng lượng qua quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Năng lượng đó có thể được lấy trực tiếp từ môi trường hoặc năng lượng dự trữ trong các liên kết hóa học của các chất hữu cơ trong cơ thể. Các hoạt động của con người đều cần đến năng lượng. Ví dụ như khi người nông dân tưới cây, năng lượng hóa học từ các phân tử trong cơ thể sẽ biến đổi thành năng lượng chuyển động, giúp người nông dân vung tay và di chuyển bình tưới cây. Một ví dụ khác khi ta đạp xe, năng lượng hóa học trong cơ thể chúng ta sẽ chuyển thành năng lượng chuyển động và năng lượng nhiệt. Đó cũng chính là vì do tại sao chúng ta cảm thấy nóng lên khi đạp xe. Chúng mình cùng ôn tập lại kiến thức mục 1 qua câu hỏi sau nhé. Theo các em, điều gì xảy ra nếu sinh vật không có quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng? Chúng mình cùng đến với nội dung mục 2 lớn, vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là điều kiện tồn tại và phát triển của sinh vật. Chúng có các vai trò sau. Một là cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Hai là vai trò xây dựng cơ thể. Ba, giúp loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể các chất hữu cơ khi được phân giải sẽ giải phóng năng lượng năng lượng này sử dụng cho quá trình tổng hợp chất hữu cơ mới và thực hiện các hoạt động sống của cơ thể như quá trình vận động vận chuyển chất trong tế bào sinh sản tế bào cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi vẫn tiêu dùng năng lượng để duy trì các hoạt động tồn tại của cơ thể sống như hô hấp tuần hoàn năng lượng này được tạo ra ít hơn so với khi cơ thể ở trạng thái hoạt động đấy các chất sau khi được lấy vào cơ thể sinh vật qua quá trình biến đổi sẽ tạo thành các chất cần thiết để xây dựng duy trì phục hồi các tế bào mô và cơ quan của cơ thể nhờ đó sinh vật có thể sinh trưởng phát triển và sinh sản sau quá trình trao đổi chất các chất dư thừa và chất cặn bã sẽ được thải ra khỏi tế bào và cơ thể quá trình thải bỏ các chất này giúp duy trì cân bằng môi trường trong cơ thể để hiểu rõ hơn về vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, chúng ta cùng nhau phân tích ví dụ minh họa sau đây. Khi một người đang chạy bộ, cơ thể sẽ hô hấp. Khi oxygen đi vào cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong tế bào, cung cấp nguyên liệu cho quá trình hô hấp tế bào để tạo ra năng lượng. Năng lượng này được chuyển hóa thành động năng, giúp cơ thể con người vận động. Và cụ thể trong ví dụ này chính là chạy bộ đấy. Nhờ quá trình hô hấp, cơ thể duy trì được các hoạt động sống của tế bào, mô, cơ quan của cơ thể, giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển. Đồng thời, khi chạy bộ, cơ thể thải ra khí carbon dioxide không cần thiết cho cơ thể, duy trì cân bằng lượng khí trao đổi trong cơ thể đấy. Để tổng kết bài học ngày hôm nay, cô ảnh có một câu hỏi cho các em, vì sao quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng là đặc trưng cơ bản của sự sống cơ thể sống là một hệ mở thường xuyên trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển ở các vật không sống như một khúc gỗ này một chiếc xe máy hay một cục đá, vân vân, khi càng tiếp xúc với môi trường xung quanh thì càng nhanh chóng bị phân rã, bào mòn, han rỉ rồi tan rã. Nhờ quá trình trao đổi chất, cơ thể sống nhận được nguồn nguyên liệu chuyển hóa và tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống, giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển và sinh sản. Đồng thời thải ra các chất khác ra môi trường. Như vậy trong video này, cô Ánh và các em đã cùng tìm hiểu về khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng và vai trò của quá trình này đối với sinh vật. Ở các bài học tiếp theo, chúng mình sẽ được tìm hiểu quá trình này diễn ra như thế nào trong cơ thể thực vật và động vật đấy. Cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo tại kênh học trực tuyến OLM.